Xin chào các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay chúng ta sẽ review phim Hòn đảo huyền bí nhé. Người đàn ông này vừa lăn từ trên núi xuống, nhưng ông ta không cảm thấy bất hạnh, bởi vì trước mặt anh có một thỏi vàng to như quả bưởi. Người đàn ông phấn khích dùng tay bới đất xung quanh, nhưng càng đào lại thấy cục vàng này to, trông có vẻ mười mấy tấn. Anh ta dùng sức bẩy nó, nhưng không xi nhê. Lúc này người đàn ông mới phát hiện, đằng xa còn một ngọn núi bằng vàng. Đây chính là hòn đảo Kim Ngân trong truyền thuyết. Ông to hơn ngựa, voi nhỏ hơn chó, ngày nào cũng có mưa vàng, chỉ cần thành công đến đây, chẳng mấy chốc đã là tỷ phú. Nhưng điều kiện vào được đây lại vô cùng khắc nghiệt. Vài ngày trước sinh nhận được một tờ giấy có những mật mã cầu cứu thần bí. Để có thể lấy được toàn bộ mật mã, cậu lén vào căn cứ vệ tinh Mỹ. Sau đó cậu bị cảnh sát tóm tại trận. May mà bố dượng của cậu tên Hanh là chỗ An Hem tốt với cảnh sát, nên mới không làm căng chuyện này. Nếu không xin đã phải ngồi tù nửa năm. Nhưng dường như cậu ta không vui. Về đến nhà, xin không nghe lời khuyên của mẹ vào thẳng phòng ngủ. Cái chết của bố ruột khiến tính cách cậu trở nên có chút ngỗ ngược. Sau đó cậu liền nghiên cứu tờ mật mã kia, nhưng nghiên cứu rất lâu cũng không ra manh mối gì. Lúc này Hanh đi vào, vừa nhìn là đã biết mã mo, bởi vì anh đã học từng học chúng tại hải quân. Cậu không tin liền đưa cho Hanh giải mã. Hanh bắt đầu nối các ký tự lại với nhau thành chữ hòn đảo bí mật. Xin không tin vào mắt của mình, hòn đảo là có thật. Nhờ những thông tin trong tờ giấy, rất nhanh cả hai đã tìm ra được 3 quyển sách nói về hòn đảo bí ẩn. Mỗi quyển có một bản đồ riêng. Hanh xé 3 trang giấy gáp chúng lại với nhau. Đó chính là bản đồ của hòn đảo bí ẩn. Tọa độ của hòn đảo ở giữa Nam Thái Bình Dương. Xin bắt đầu soạn đồ để đi đến hòn đảo bí ẩn. Xin mới chịu nói có thể đây là thông tin ông nội gửi cho cậu. Ông cậu đã mất tích cách đây 2 năm trước. Cậu nói với Hanh bản thân cậu sẽ đi giải cứu ông nội, bởi vì cậu đã lớn rồi. Hanh nói không muốn cậu gặp nguy hiểm và bắt cậu nhà. Hanh trao đổi chuyện này với vợ mình. Anh sẽ cùng đi với cậu bé. Đây là lần đầu tiên anh và Xin cùng giải mã tờ giấy với nhau. Cậu bé cần một người đàn ông chở che và chia sẻ cùng nó. Nếu không tìm gặp được ông nội thì anh sẽ động viên cậu bé. Sáng hôm sau, Hanh đem 2 tấm vé đến gặp Xin. Anh sẽ cùng cậu đến Palau. Cả hai bắt đầu chuyến phiêu lưu. Hanh cực kỳ ghét thằn lằn. Sau đó gặp một người dân nơi đây. Xin sẵn sàng chi một số tiền lớn để đi đến hòn đảo. Nhưng người đàn ông này đã từ chối vì nơi đó là chỗ chết chóc của vùng biển này. Chú áo đỏ này tên là Gabato liền nói mình sẽ đưa cả hai đến hòn đảo, bởi vì ông đang cần tiền để lo học phí cho con gái. Đây chính là chiếc trực thăng xịn sò nhất Palau, còn có hệ thống an ninh bằng 2 con gà. Chú nói mình có đứa con gái rất xinh đẹp y chang chú ta vậy. Xin bị cô gái xinh đẹp hút hồn, cậu nói với Hanh chúng ta sẽ đi bằng chiếc trực thăng này, rồi xin bước lên giới thiệu sương sương với nàng. Cô gái đã nâng giá tiền gấp 3 lần, bởi vì nơi này cực kỳ nguy hiểm. Không còn lựa chọn nào khác, Hanh đành chấp nhận. Chuyến đi định mệnh bắt đầu khởi hành. Tôi ước gì mình sẽ được đi chiếc máy bay sang trọng này. Vùng biển này được cái không có gì ngoài bão tố. Chú áo đỏ bắt đầu căng thẳng. Trước mặt họ là một cơn lốc xoáy. Cô gái nói chúng ta phải thoát khỏi nơi này. Xin lật sách ra và nói chúng ta đi thẳng vào tâm bão sẽ đến được hòn đảo. Mọi người chưa kịp quay đầu thì cơn bão đã cuốn chiếc trực thăng vào tâm bão. Cảm giác còn hơn chơi trò chơi cảm giác mạnh đúng không nè. Chiếc máy bay bị hút xuống đáy biển. Hanh gọi Xin thức dậy, bọn họ đã thành công đến hòn đảo. Đúng là chỉ có cách này mới vào hòn đảo được. Ông chú áo đỏ la làng tưởng mình bị cắt làm đôi rồi. À không, thì ra ông ta tự hù dọa bản thân. Họ nhanh chóng nhặt những đồ cần dùng như bản đồ, thức ăn, cây đàn guitar. Xin dắt mọi người đi vào một hang động. Nơi này thật đen tối lạnh lẽo. Nhìn cảnh tượng trước mặt, thật không thể tin được đây chính là xứ sở thần tiên trong chuyện Alice nè. Nhìn con voi này xem, ít ra nó cũng to hơn chú mèo đúng không các bạn? Thật là dễ thương mà. Xin đã nhìn thấy đám khói, có lẽ là nơi ở của ông cậu. Cô gái và ông chú đổi ý không muốn đi tiếp, tuy nhiên họ không còn đường lui, đành phải tiếp tục cuộc hành trình. Họ leo trên những hòn đá gồ ghề. Hanh bước mạnh làm thủng hòn đá, anh đạp phải một thứ nhảy nhụa, thì ra đây là một quả trứng khổng lồ. Họ nhìn xung quanh phát hiện ra một con tắc kè khổng lồ. Tắc kè là loài có thính giác rất nhạy và đánh hơi rất tài. Ông chú ngửi nách sau đó cảm thấy căng thẳng. Ông chú không hề béo chút nào nha. Chú hét lên khi thấy con quái vật bé nhỏ trong quả trứng. Hanh và mọi đỡ ông chú. Con tắc kè lúc này đã tỉnh giấc, nó bắt đầu tập thể dục cùng cả nhóm. Hai cha con cô gái chạy chậm sắp bị nó tấn công. Xin liền dùng đá ném vào tắc kè, anh hùng cứu mỹ nhân là đây chứ đâu. Xém chút nữa là nó đã táp chúng Xin rồi. Sau đó con tắc kè chặn đầu cả nhóm. Hanh lấy pháo sáng ra nhát nó, tắc kè nuốt luôn pháo sáng như rít điếu xì gà. Hết cách, Hanh dùng cú đấm thép của mình cho nó một đòn. Có lẽ Hanh vừa làm cho mọi chuyện tệ hơn thì phải. Bỗng nhiên xuất hiện 2-3 thanh gỗ to tấn công con tắc kè. Nó loạn choạng ngất xỉu. Người đàn ông xuất hiện từ trên cao đã cứu họ. Ông ta chính là ông nội của Xin bị mất tích cách đây 2 năm trước. Xin giới thiệu với ông nội đây là cha dượng của cậu. Ông lão nói cha thì ra là cha dượng đúng không? Hanh có vẻ không vui nhưng cũng phải đành chịu đi tiếp. Ông lão ở bao năm nay trên đảo cũng thiết kế cho mình một cơ ngơi.
Bên trong căn nhà có đèn điện sinh học hẳn hoi, còn có cả tivi màn hình 75 inch full box. Những vật liệu này được làm từ con thuyền bị đắm của ông ta. Hanh muốn mọi người khỏi đây thật nhanh. Sáng hôm sau, ông lão dẫn mọi người đi tham quan một vòng quanh hòn đảo, xin bắt đầu tán tỉnh cô gái nhưng lại bị cô gái từ chối. Hanh còn dạy cậu ta không nên dùng bản năng để cô gái. Phụ nữ cần người đàn ông tinh tế, biết quan tâm những điều nhỏ nhặt, làm họ cảm thấy an toàn. Điều quan trọng nhất là vũ điệu tình yêu, lấy chùm nho ném vào người Hanh tạo ra vũ điệu tình yêu nè. Đi qua đám cây, trước mặt họ là một thành phố cổ xưa hoành tráng. Đây chính là thành phố An An Tích bị đắm chìm trong truyền thuyết. Ông lão giải thích cứ 140 năm hòn đảo sẽ nổi lên một lần, nhưng thời gian sau nó sẽ chìm lại vào biển sâu. Ông đã tìm kiếm hòn đảo này hết nửa đời người. Ông sẽ là người đặt tên Anderson cho các khám phá mới của mình. Lúc này Hanh lấy tay nếm thử nước trong ao, anh phát hiện đây là nước biển. Và đúng như theo dự tính của Hanh thì 2 ngày nữa hòn đảo này sẽ chìm xuống đáy biển. Xin chợt nhớ ra nếu như những gì trong cuốn sách nói là sự thật, thì con tàu Nautilus đang nằm trên hòn đảo này. Vị trí của con tàu chỉ có thuyền trưởng Nemo biết mà thôi. Ông lão dẫn họ đến nơi ở thuyền trưởng Nemo. Cửa vào nhỏ nên chỉ có cô gái là có thể chui lọt. Thì ra thuyền trưởng đã chết khô từ lâu. Cô gái lấy quyển sách ra khỏi tay của bộ xương. Lúc này hang động bắt đầu sập đổ. Cả nhóm kéo cô gái ra. Thông qua ghi chép trong quyển nhật ký, họ biết được nơi cất giấu con tàu. Ông lão nói cách an toàn là đi vòng qua mé đảo. Cách nhanh nhất đến chỗ con tàu là đi thẳng qua những dãy núi. Ông lão nói vậy ai muốn phiêu lưu nào? Thế là cả đoàn chè đèo vượt suối. Những cảnh tượng mà có 102 trên trái đất. Tôi ước mình được đến đây một lần. Trên đường đi họ còn gặp một trận mưa bụi, lấy tay ra hứng thì ra đây là vàng 4 số 9, nhìn xa là một ngọn núi lửa chứa đầy vàng. Xin muốn đi đến khám phá nơi đó, Hanh ngăn cản cậu ta, vì chúng ta không có nhiều thời gian. Hanh còn nói với ông lão là mình dạy cậu ta rất nhiều về tinh thần trách nhiệm không như ông ta. Cô gái đồng ý với Hanh, thế là cậu ta ôm cục tức bỏ đi. Xin tâm sự với cô nàng anh không thích sự quan tâm của gia đình, cô nàng nói với xin tệ nhất là khi họ không quan tâm đến chúng ta. Trước mặt họ bị chắn ngang bởi hòn núi cao chót vót. Nhờ gợi ý của Hanh, ông lão đi vào bụi cây và cưỡi một chú ong to hơn cả con ngựa. Ông lão nói loài ong đây rất dễ tính. Bọn họ bắt đầu khởi hành, bay như vậy thì thật là thích nè. Nếu có chuyến du lịch như vậy các bạn có đi không nào? Lúc này Gabato bị một đống phân chim dính lên người. Thì ra con chim này to vãi trưởng các bạn ạ. Cả nhóm bay vào rừng phân tán sự truy đuổi của chúng. Hanh sử dụng chiến thuật bẫy gà trong truyền thuyết với 2 chú chim. Rất nhanh 2 chú chim đâm thẳng vào nhau và ngừng củ tỏi. Bên này Xin và người đẹp vẫn bị dí sát đít. Một nhánh cây khô làm trao đảo chú chim. Chú chim đã đuổi kịp cả 2 và va chạm mạnh làm cô nàng ngã từ trên cao xuống. Nhờ những tàu lá chuối mà nàng thoát chết. Xin đỡ lấy nàng sau đó cậu thả nàng xuống đất. Xin nhìn đằng xa có một mạng nhện. Cậu đã lợi dụng lỗ hỏng để bay qua. Thế là con chim bị kẹt lại. Trong lúc sơ ý, Xin đã bị té ngã làm chân của cậu bị thương. Cả nhóm lại tiếp tục lên đường. Ông nội đã sửa lại cổ chân cho Xin. Đêm hôm đó, Hanh vừa đàn vừa ca hát biểu diễn cho Xin quên đi vết thương của mình. Hanh cũng tâm sự là bố anh đã bỏ đi lúc anh mới lên 8 tuổi. Cho nên Hanh rất hiểu và thông cảm cho Xin. Anh muốn bù đắp cho cậu thật nhiều tình cảm. Tại con suối nhỏ, bố của cô gái đã biết con gái mình thích cậu nhóc kia. Ông hứa sẽ làm mọi thứ để con mình được vào đại học. Sáng hôm sau, mọi người đã phát hiện ra nước biển đã lên nhanh hơn dự đoán. Hòn đảo này sẽ bị nhấn chìm trong vài giờ nữa. Cô gái không thấy bố mình đâu. Cô nàng đoán rằng ông bố đã quay lại núi vàng để có tiền đóng học phí cho con gái. Xin muốn cùng đi với cô gái, nhưng Hanh nói cậu đang bị thương chỉ làm cô bé đi chậm hơn. Và thế là ông nội của Xin và cô nàng quay trở lại núi vàng. Hanh chụp lại bản đồ của ông lão. Họ bắt đầu chia làm 2 hướng đi. Lúc này ông chú áo đỏ phát hiện ra một thỏi vàng như trái bưởi trước mặt. Hanh và Xin đã đến nơi cất giấu con tàu. Hanh nhìn thấy nước biển đã dâng hơn 50 mét lấp mất vị trí con tàu. Họ bắt đầu chuẩn bị các đồ lặn thô sơ. Ông chú càng đào thì thấy củ khoai tây vàng càng to. Ông dùng hết sức bẩy nó. Cô con gái đã đến kịp lúc. Ông nói đây là cơ hội duy nhất mình có thể cho cô vào đại học. Một cuộc sống khác tốt hơn bây giờ. Cô nàng nhìn vào mặt bố mình và nói, chúng ta sống như vậy là đủ quá rồi bố, chỉ cần gia đình mình bên nhau. Rồi kéo ông lên, lúc này Hanh và Xin đã chuẩn bị xong dụng cụ, cả hai cùng nhảy xuống biển để tìm con tàu Nautilus. Dưới đáy biển thật hùng vĩ, con tàu Nautilus đã hiện lên trước mặt họ, do lâu năm không sử dụng nên phải mất một lúc mới mở được nắp con tàu. Có một con cá trình điện khổng lồ tấn công bọn họ. Rất may cả hai đã vào trong tàu kịp lúc. Bước vào trong bên trong, Hanh tìm nút khởi động và thử mở đèn lên, bóng đèn vừa mới lóe sáng lên sau đó mờ dần. Thì ra những cục pin nơi đây đã có tuổi thọ 140 tuổi cần phải được nạp hàng ngàn khí điện để khởi động. Nhìn con cá trình điện họ nảy lên một ý tưởng điên rồ. Lúc này Xin mới nói ra lời tận sâu đáy lòng, cậu xin lỗi Hanh về mọi chuyện, cậu muốn Hanh hãy an toàn quay trở lại. Hanh nhìn cậu và nói mình sẽ quay lại an toàn, bởi vì chúng ta là gia đình mà.
Hanh lấy mũi giáo gõ vào thân tàu, gây chú ý cho con cá trình. Anh ném thẳng ngọn giáo vào miệng của nó, dòng điện bắt đầu nạp vào các cục pin. Con tàu đã khởi động thành công. Trên đất liền, chiếc la bàn đã bị hư, cả nhóm bị lạc đường, còn có một con nhện to chà bá, núi lửa bắt đầu phun trào, những cơn sóng giận dữ nhấn chìm hòn đảo. Cả ba người bám vào một phiến đá, không thể trụ vững thêm nữa, cả ba quyết định nhảy xuống biển. Con tàu đã xuất hiện kịp lúc, đón cả ba lên tàu an toàn. Tuy nhiên do hòn đảo sụp đổ, các phiến đá to từ bên trên rơi xuống, Hanh lái con tàu vừa né đông lại tránh tây. Phía trước xuất hiện một tảng đá to. Hanh bảo Gabato lái con tàu. Bản thân anh lấy một quả ngư lôi trong kho ra, phóng thẳng vào hòn đá và họ đã xuyên qua nó một cách thần kỳ. Mọi người đều vui sướng vì mọi nguy hiểm đều đã qua. Cô nàng cảm ơn Xin và trao cho cậu ta một nụ hôn ngọt ngào. Bây giờ đại dương đã tĩnh lặng trở lại, con tàu đã đưa họ trở về từ cõi chết. 6 tháng sau, cô nàng giờ đã là sinh viên của một trường đại học. Cha của cô cũng có một công ty du lịch với con tàu Nautilus. Cả nhà của Xin đã thật sự hạnh phúc bên nhau. Ông nội đến chúc mừng sinh nhật Xin và chuyến phiêu lưu sắp tới của họ là mặt trăng. Đến đây là hết phim rồi nè. Bộ phim tuy mang tính khoa học viễn tưởng, nhưng tình cảm của Hanh gửi đến cậu con trai là sự thật. Cũng như Gabato làm tất cả mọi việc miễn sao có tiền cho con gái vào đại học, đời người là cuộc hành trình. Khi các bạn nhấc bước chân lên phiêu lưu, những chân trời mới, những điều mà bạn trải nghiệm, mình tin chắc nó sẽ là một ký ức đẹp đẽ nào đó mà ta không bao giờ quên. Hãy yêu thương cha mẹ các bạn nhé, bởi chỉ khi không còn cha mẹ chúng ta mới biết quý trọng tình cảm gia đình thì quá muộn rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy đăng ký Sakura để xem các review mới nhất nha. Hẹn gặp lại các bạn.